Mấy tuần nay ngày nào cũng trên 10 tiếng tracking time. Còn thời gian thật sự ngồi máy là phải cỡ 15 tiếng. Đuối nhiều trái chuối luôn. Trong đó có 10 tiếng được tính tiền, còn 5 tiếng là chơi. Như bây giờ nè, là đang chơi. Làm nhiều quá cũng phải chơi chứ, đâu cần thiết phải làm nhiều. Tiêu chuẩn người ta làm ngày có 8 tiếng, mình làm 10 tiếng là mình dư 2 tiếng rồi. Đã vậy hôm qua là còn mới trúng thêm một cái job khủng lên hàng ngàn đô, dịch phiên dịch audio. Đây là ông khách mối quen, kỳ trước ông có giao một lần rồi, làm một lần như vậy là khoảng 5 5 tiếng audio. Thì đợt trước mình làm rất là nhanh chóng, mình có đội ngũ làm mà. Mình thì không chuyên về dịch, nhưng mà mình có cộng tác. Khi mà những cái job lớn lớn đó là mình giao cho họ làm. Cái tự nhiên định bụng là hôm nay sẽ mua đồ về cúng tạ lễ cho cái job vừa trúng. Xong cái xuống mở máy lên thấy Facebook nó nhắc nhở cái kỷ niệm 4 năm về trước, đánh dấu cái ngày mình gia nhập công ty, được nhận vào là thành viên chính thức của công ty, thầu hết tất cả những cái job liên quan đến cái mảng nhập liệu. Thì suốt 4 năm nay là mình đều làm đều đều, và hàng tháng đều họ đều gửi việc qua cho mình. Cái chỗ mà lúc trước mình có demo trong cái job số 4 hay số 5 gì đó, cái job mà lằng nhằng á, mà trả mình 8 đô một giờ đó, job đó đó, đó là công ty này nè. Cái tự nhiên cái nó gợi nhớ cái mình có hứng ngồi nói chơi. Sẵn lưu lại cái khoảnh khắc nhắc nhở này nè, để cho nó tồn tại, sau rồi thêm 5 năm nữa xem như thế nào, có cái gì khác không. Giống như 5 năm trước thì mình gia nhập đội ngũ, cái 5 năm sau cái mình vô trong web mình tìm hoài không thấy mình đâu, mình nhìn còn không ra mình nữa mà. Thấy nó khác. Nhìn hoài không thấy mình đâu. Đó thì cứ mỗi lần có thành công gì đó thì mình phải tự thưởng cho mình, rồi cũng phải cảm ơn những cái thì mình cứ nghĩ xung quanh mình có thần linh phù hộ mình đi, để cho mình có một cái niềm tin gì đó là vậy. Cho nên cứ mỗi lần mà có một cái gì đó đặc biệt là mình hay cúng công địa nhà mình. Thì trước khi mà làm dự định làm cái job gì đó thì cũng cầu xin ông địa phù hộ cho con hả. Xong rồi khi ông cho rồi thì phải trả lễ chứ. Nó hứa là phải làm, còn không hứa thì thôi, còn hứa nó phải làm, hứa mà dời này cũng không được nha. Đó, uy tín nó phải nằm ở mọi chỗ chứ không phải là chỉ có trong công việc, trong ăn uống cũng cần phải có uy tín. Mà đôi khi nhé, uy tín trong ăn uống nó còn quan trọng hơn nhé, trong làm việc. Sẵn tiện là hôm qua mình có mua một cái màn hình LG 27 inch. Trước đây mình xài cái màn hình 24 thì nó bị hư, xong thì mình mới thấy nó cũng hơi nhỏ nhỏ. Xong mình nghĩ bụng bảo thôi lên thử 27 đi, thấy giờ nó bán 27 quá trời, cũng mua thử coi coi nó có bự hơn không. Thì sau khi mua xong thì lại thấy hơi bị mỏi tay, bởi vì nó bự quá, rê chuột mỏi tay luôn. Với có một cái mà mình thấy nó có cái sự khác biệt, không không biết là nó có liên quan gì không, tại vì mình cũng không có chuyên gia về kỹ thuật lắm, tại vì trước đó cũng không có ai tư vấn là màn hình này chỉ dùng cho máy nào.
Nhưng mà theo theo mình kinh nghiệm mình một qua một ngày sử dụng á, thì mình thấy trước đó mình xài cái màn hình 19 21 inch đó, thì nó không có rú, cái CPU nó không có rú lên, mà nó chỉ rú khi nào mà mình edit phim, mình render, cái lúc mà thời gian mình render nó mới rú lên thôi. Còn khi mà mình làm nhập liệu, mở web, cứ còn mở cả chục trang cũng vậy, anh đâu thấy có cái gì mà nó ì ạch đâu. Xong rồi tự hôm qua gắn cái màn hình này vô thì hồi sáng dậy 5 giờ sáng ngồi làm việc thì không gian rất là yên yên ắng, nên là cái tiếng rú nó càng to đó. Cái mình mới thấy ủa sao hôm nay nó lại kêu, nó kêu vô tội vạ như vậy. Hồi xưa nó chỉ kêu khi nào mình render phim thôi, còn làm nhập liệu bình thường thì đâu có kêu. Thì không biết là do cái màn hình nó lớn quá, nó chưa có tương tác đủ để nó hiển thị ra, nên nó cái bắt buộc cái CPU nó phải quay mạnh hay sao. Ai có chuyên môn kỹ thuật giải thích cho mình chỗ này có liên quan gì không? Chứ theo mình thấy thì nó có sự khác biệt là tiếng máy nó kêu to hơn. Nếu mà mình mở cái một cái trang web ra mình để im thì nó không kêu. Nhưng mà nếu mình búng một lúc khoảng 3 đến 5 trang là nó sẽ kêu. Trong cái lúc mà trang web nó load á, là cái tiếng CPU nó cũng kêu theo luôn. Mà công việc của mình á, là chủ yếu là mở nhiều nhiều tab. Ban đầu mình cũng nghĩ là mua cái bự bự để mình chia đôi cái màn hình ra mình làm nhập liệu. Nhưng mà sau khi mua xong thì mình có một cái rút kinh nghiệm là mình nếu như cho chọn lựa lại thì mình sẽ không chọn cái 27, mà mình chỉ chọn cỡ 24, 25 là vừa rồi. 27 nó bự quá, nó làm cho mình rê chuột từ ở dưới lên trên, rất là mệt. Nếu mà mình coi phim chơi game thì cái màn hình to nó sướng thiệt, nhưng mà nếu mà thao tác và mà nhập liệu á, thì mình hay phải chuyển cửa sổ nè, chuyển tab nè, xong rồi lít qua lít lại, lít tới lít lui, thì cái con chuột nó phải đi cái quãng đường dài hơn. Đó. Rồi cái mắt của mình cũng phải đảo lên đảo xuống nhiều nữa. Tuy rằng nó bự nhưng mà nó không cần thiết lắm cho cái việc này. Cái thứ hai nữa là làm cái máy nó kêu là mình thấy nó có một cái kén chọn, là máy của mình hiện tại là Core i5 RAM 8 GB đời xưa, hồi xưa đó chứ không phải đời bây giờ, là cách đây cũng cỡ 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Ừ, chắc cũng 7-8 năm á. Cái máy của mình 7-8 năm đó. Core i5 7-8 năm về trước, RAM 8 GB mà nó còn rú như vậy đó. Thì thực ra thời gian gần đây mình cũng đang có ý định đổi máy, tại vì cái máy này nó vẫn còn chạy được, bỏ uổng ráng chạy cho nó đến hơi thở cuối cùng đổi máy mới, chứ mua về nữa thì nó cứ chất đống chật nhà. Bữa nó hư một lần rồi, cái tôi mở ra tôi dập cắm tới cắm lui hồi nó lên. Lúc đầu á nó không lên, bốc máy gọi cho bên ráp máy rồi lên cấu hình đi, xong rồi họ gửi qua cấu hình. Thì cái máy của mình đằng nào nó cũng sắp hư, cho nên cái màn hình nó có chậm, nó có rú thì cũng không quan trọng lắm, tại vì sắp tới mình cũng sẽ thay cái case lại thôi. Sắp tới thì cũng sẽ thay cái thùng máy thì chắc chắn là cái cấu hình nó sẽ mạnh hơn, có lẽ nó sẽ giải quyết được cái như tiếng rú rú đó. Nó kêu làm mình sốt ruột, cảm giác như nó quay có vẻ mệt. Hồi xưa mở một lần, mà cái công việc của mình chính là phải mở nhiều tab, mà có khi cả chục tab, lúc tôi búng 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 là tôi làm cho nhanh, còn mở từng tab một chừng nào mới xong đó. Thì cái này thì không không ngại lắm, tại vì máy thì chắc chắn mình sẽ thay, có thể nào cái máy mới về nó sẽ cấu hình mạnh hơn, đi chơi RAM 16 GB vô coi đời mới luôn, chạy cho lẹ, thì chắc cái đó nó cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cũng có thêm một cái kinh nghiệm sau này có mua màn hình đó. Nếu như công việc của mình chỉ là nhập liệu á thì màn hình to mỏi tay lắm. Còn mà xử lý phim ảnh á thì to tốt, tại vì cũng không có lít, không có di chuyển nhiều, người ta lít chỗ đó thôi chứ người ta không có sạc qua sạc lại, sạc qua sạc lại, tức là không có làm cái tần suất nó lên tới hàng nghìn lần. Cái kia nó chỉ là bấm nhấp 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 chỗ đó, thì nhích 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 chỗ kia thôi, thì cái màn hình to nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà làm nhập liệu thì cái màn hình to nó không có lợi. Đó là cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Tôi cảm thấy hôm qua giờ tôi rê tôi thấy hơi bị mỏi tay. Còn lúc trước cái màn hình nó nhỏ, mình chỉ nhích một cái là nó đi hết cái khung rồi. Bây giờ mình phải lực mạnh lên chút xíu rồi con chuột nó mới đi lên trên. Thì cái khung hình nó bự hơn, khung hình nó bự hơn, khoảng đường đi dài hơn, làm cho mình mỏi tay hơn.
Còn sau này nếu mà có hư màn hình mà mua cái màn hình mới thì tôi chỉ mua tầm 24 inch thôi, đủ xài rồi. 19, 21 thì nhỏ quá. Giờ già rồi cũng không nên ngồi cái nhỏ quá, mà ngồi lớn quá thì cũng không cần thiết. Tầm 24 là phù hợp cho công việc data entry. Giờ lỡ mua rồi thì thôi xài thôi. Còn mấy cái máy khác mà nó hư thì tôi sẽ mua cái nhỏ hơn, chứ tôi không có mua cái bự nữa. Còn cái vụ mua online này cũng buồn cười lắm. Đây là lần đầu tiên tôi mua online. Thì lúc trước cũng đi tìm trên mạng á, thường thường cũng muốn chỗ uy tín. Thì thấy cái bên cũng vô Nguyễn Kim đặt hàng, thấy nó có cái màn hình vừa túi tiền, đặt hàng xong rồi nó hẹn ngày giao. Tới ngày đi giao, cái thằng đưa cái thằng ất ơ nào á, mà trước khi nó đi giao hàng mình hỏi nó có biết cái địa chỉ nhà mình không, cái khu nhà mình ở, nó biết biết luôn con đường ngoài luôn, mà nó đi tới đường rồi. Mà tôi nói từ cái anh cái ngã tư đó mà đến cái hẻm chỉ có 300 hay là 400 m thôi là dừng lại, có cái hẻm đi vô. Thì không biết nó chạy cái quái gì mà tôi đứng tôi chờ nó cả 5 phút sau tôi không thấy, tôi gọi lại nó chắc đi lố rồi, từ đó tới đây, từ đó tới đầu đó tới cái hẻm chưa tới 1 phút đồng hồ mà chạy gì lâu vậy. Nhưng xong nó vòng đi vòng lại 3 4 lần rồi chưa thấy. Nó nói mình thôi chạy ra ngoài ngã tư lấy giùm nó đi, chứ bây giờ nó không có vô được. Cái nói không vô được thì thôi hà, tại vì tôi mua hàng thì ở đây xung quanh xóm nhà tôi là người ta mua đầy, người ta cũng giao hàng ầm ầm, thư từ nó cũng đến ầm ầm, mà đâu có ai ấy đâu. Grab riết nó vô, nó còn mua trà sữa rồi kia, nó giao ầm ầm. Mà cái chính là cái thằng này nó đi mắt nó để trên trán á, cái nó lượn qua lượn lại, cái ngồi nó bực, nó không thấy, cái nó gọi điện nó bảo là không ra lấy, nó đi về ngày mai cho người khác giao. Cái tôi bực hơn nó, tôi nói thôi đem về luôn đi, khỏi giao, không có hứng nữa rồi. Ai quẩn đâu mà đứng sáng giờ như trời chồng vậy đó. Sau đó cũng đem về, đem về luôn, đem về xong hôm sau công ty Nguyễn Kim gọi xuống hỏi xác nhận hủy đơn hàng gì đó rồi có đặt lại không, nói không, hỏi tại sao hủy, nó bực công bực nhân viên của bên anh á, đi giao hàng mà ngu quá, dân đi giao hàng mà không biết cái gì hết, mà trong khi cái hẻm này đâu có cái gì đâu mà người ta đã nói tới nhiêu đó rồi thì anh cứ đi thôi, tại sao lại cứ để mắt trên trán á, từ ngã tư đi xuống nhắm chừng 500 m trở lại thôi, nhìn thôi, lên phải thì đi vô thôi, mắc gì mà chạy hoài, kêu mà chạy tới chạy lui nửa tiếng đồng hồ thấy cái hẻm, bộ biết mở mồm ra hỏi cái mấy người ở ngoài đường hả, mấy người bán hàng ngoài đường mới biết mở mồm ra hỏi. Trời ơi, làm ăn gì mà làm ăn gì, ai biểu hỏi tôi cho lý do, tôi cho lý do gì đó. Xong tôi qua bữa sau, qua bữa sau đi lên phong vũ đặt thì mình thấy nó có nhiều nhiều mẫu mã hơn, nhưng mà nó lại không có để kích thước, mà cái bàn của mình thì nó có cái diện tích giới hạn. Mình muốn hỏi cho chắc để có kích thước như thế nào á, thì có gọi điện lên để hỏi nó thì nó lại bảo là có gì để nhân viên bán hàng sẽ gọi lại cho mình. Cái mình chờ hơn 1 tuần không không thèm bán luôn. Ông là công nhận mình sợ mở kinh doanh, mình sợ ế lắm, mình mà không biết là sao thấy nhiều người kinh doanh chảnh chảnh chó thiệt, có người cần mua mà không thèm gọi. Khách hàng tự tìm đến kiếm không thèm gọi, công nhận tính tính ra họ làm ăn được chứ, họ rất là nhiều đến mức mà họ không thèm luôn, nhiều trong khi mình muốn làm ăn mà mình máu, bây giờ thấy có thấy không thấy ai mua gì hết, thấy nhiều tiệm nó cứ ế sao. Mình mà làm ăn mình chăm chăm sóc đến tận chân tơ cái tóc luôn ở đó, mà khách gọi tới nơi rồi còn chê. Cái xong cái bữa sau tôi lên trên trang web tôi đặt hàng nữa, cái trang nào á cũng cũng lạ thôi, nhưng mà mấy người người ta cũng thích, người ta mua rồi. Ở ngoài thì nó để là miễn ship, nó để rõ ràng vậy nha. Xong rồi bấm xong lưu ra hóa đơn, đặt hàng xong cái nó hiện thêm cục ship 70.000 tiền ship. Quế quá tôi vô tôi hủy, thà mày nói mẹ 100k tiền ship đi, để người ta biết người ta muốn người ta đặt, nó kiểu lừa đảo vậy đó. Hủy không đặt nữa. Xong cái đi qua bên AD rồi thấy nó rao, nó cũng để miễn ship mà giá nó còn rẻ hơn mấy bên kia nữa. Cái đặt thử mua xong rồi thành công. Nói chung là bên này giao hàng cũng nhanh gọn lẹ. Cái số tôi đi mua hàng khuất mày khó thành công đó. Cho nên là tôi không thích, không thích mua hàng online, thích là cầm tận tay dây tận mặt vậy đó, ưng ý đem về khỏi phiền. Đã vậy mới hôm qua hôm kia vậy nè, cái quạt nó hư. Đã cảnh giác là phải đi ra tiệm điện gần gần đi mua cho nó tiện, có gì đem ra cho nhanh. Cái mua về chạy chạy êm nó được 2 3 tiếng sau nó cứ kêu khó chịu á, vác ra đổi cái khác, đổi cái khác cho anh em về nó lại kêu
quạt 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 xịn, quạt của Senco, đâu phải là không phải có thương hiệu đâu, nó xui là gì, lâu lâu nó xui, cho nên là đồ điện tử tôi ngại mua từ xa lắm. Tôi muốn mua có cửa hàng ra nói chuyện cho nó dễ, vác ra nói cho nhanh, còn online chả biết nó ngồi chỗ nào góc nào, xong rồi có chuyện gì khiếu kiện phiền. Thì đây là cái video mà hôm qua đập hộp phải quay lại để coi cái quá trình mình lắp ráp có thành công hay không, để có gì làm chẳng bằng chứng để nói chuyện với bên bán, tại vì cái thằng giao đó là bên thứ ba chứ nó không có phụ trách gắn hàng. Ban đầu tôi đòi là kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì họ có nói là bên giao hàng là bên một cái công ty chuyển phát nhanh, họ không có nghĩa vụ phải gắn hàng cho mình, cho nên yêu cầu mình thanh toán rồi có chuyện gì thì khiếu nại với nó sau đó. Thành ra là phải làm một cái clip để mà quay chi tiết cái quá trình đập hộp để coi có, tôi chỉ sợ là lột cái hộp ra cái ở trong là một một cái món hàng khác không đúng như cái mình đặt, hoặc là nó bị bể vỡ chẳng hạn, vậy thôi hà, chứ còn nó còn nguyên đang nguyên kiện thì cũng không có gì. Nhiều thằng đi đường thấy mấy thằng chở giao hàng ẩu thấy bà, chở tủ lạnh quằn có cái tay chạy, đâu có cột kiết gì đâu, còn có nhiều thằng bị rớt đồ, thấy rớt hoài, tôi thấy rớt hoài, cho nên là tôi không có thích người ta giao cái kiểu đem con bỏ chợ vậy đó. Thì hôm nay có mấy cái vui vui chia sẻ chơi, giờ đi nhậu đây. Để lấy sức tối chiến đấu tiếp. Biết tại sao tôi mập chưa? Lần nào cũng cũng 2 kg gà. Con nhỏ em nó không thích ăn đùi, cho nó ăn ức, mình ăn đùi. Quất 2 cái đùi là no rồi. Dai, giòn, ngọt. Đây gọi là ăn chay cơm. Tức là trong bữa ăn không có cơm. Còn người ta ăn cơm chay là trong bữa cơm không có thịt. Tôi định nghĩa rạch ròi lắm. Nhà tôi chỉ có ăn chay cơm. Múc 2 cái đùi là ngon à? Đâu cần cơm đâu. Nên mới gọi là ăn chay cơm là vậy đó. Mấy chục năm nay không có ăn gà chặt, ăn gà cạp không à? Cái đùi nào. Ăn cạp vậy đó nó mới đã. Ăn bốc là ngon nhất, còn ăn cái kiểu nhà hàng á nhìn nó hình thức thôi nó ngon lành nhất, không ăn nó cũng mập. Nên thôi kệ, mập mới được ăn, vẫn còn hơn là nhịn đói vẫn mập.